Để tránh tình trạng khan hiếm rau củ quả, ngay sau khi nước rút bão tan, vùng trồng rau xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, người dân cũng đã chủ động xuống đồng, dọn dẹp, khôi phục các diện tích bị thiệt hại sau mưa bão. Trên diện tích canh tác khoảng trên 50 ha với khoảng 400 hộ đã sản xuất và cung cấp ra thị trường trong và ngoài tỉnh và chuỗi siêu thị lớn hàng trăm tấn rau củ quả mỗi năm. Tuy nhiên, sau cơn bão số 3, lũ lụt, các hệ thống, nhà lưới, nhà màng, các diện tích rau màu hư hỏng. Để khắc phục thiệt hại ngay sau khi bão tan, nước rút, người dân xã Trung Nghĩa đã chủ động vệ sinh đồng ruộng, dặm tỉa những diện tích cây trồng bị chết, bảo đảm mật độ cây trồng phù hợp, thực hiện các biện pháp chăm sóc kịp thời theo quy trình kỹ thuật phù hợp với từng loại cây trồng. Đối với diện tích rau màu bị thiệt hại hoàn toàn, người dân khẩn trương gieo trồng lại để đảm bảo thời vụ và nguồn cung cho thị trường, không để xảy ra tình trạng khan hiếm rau đội giá. Tất cả rau hỏng thì đều gom lại và hủy nó đi thôi. Tranh thủ đất nó khô đến đâu là chúng tôi tranh thủ làm để gieo lứa mới đến đấy thôi, để kịp có rau cung ứng ở thị trường.